Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 chủ đề công xưởng với bài số 6 đồ dùng trong nhà máy công xưởng. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các từ vựng đồ dùng bảo hộ cá nhân nhé. Lao động, lao động, lao động. Phú trang, trang phục. Chữ phú, chữ phú, đồng phục. Sổ thọc, sổ thọc, găng tay. Khẩu trọng, khẩu trọng, khẩu trang. Mạo tử, mạo tử, mũ. An toàn mạo, an toàn mạo, mũ bảo hộ. Công tác mạo, công tác mạo, mũ làm việc. Xe tử, xe tử, giày. An toàn xe, an toàn xe, giày bảo hộ. Ở sai, ở sai, cái bịt tai. Hộ mũ kính, hộ mũ kính, kính bảo hộ. An toàn đai, an toàn đai, dây an toàn. Khả, khả, thẻ. Công tác chứng, công tác khả. Công tác chứng, công tác khả, thẻ làm việc. An toàn措施, an toàn措施, biện pháp an toàn. Lao động an toàn, lao động an toàn, an toàn lao động. Lao động bảo hiểm, lao động bảo hiểm, bảo hiểm lao động. Xoang, xoang, đôi, lượng từ giày dép và găng tay. Máu chín, máu chín, khăn lau. Sử trung, sử trung, đồng hồ. Số biểu, số biểu, đồng hồ đeo tay. Phần thứ hai ở đây chúng ta sẽ có những cái từ vựng về vật dụng trong nhà máy và công xưởng. Điện thoại, điện thoại, điện thoại. Tỉnh su tinh, tỉnh su tinh, ghim. Chung khổng tinh, chung khổng tinh, linh đục lỗ. Công tự tinh, công tự tinh, kim kim thông báo. Chiển tao, chiển tao, cái kéo. Y phú chạ, y phú chạ, giá treo quần áo. Su chạ, su chạ, giá sách. Bao trang chữ, bao trang chữ, giấy đóng gói. Chải câu, chải cầu tan, chải cầu tan, đơn đặt hàng. Giao, giao, giao. Chiến tử, chiến tử, cái kim. Truy phiện, truy phiện, lưỡi cưa. Quân sư biểu, quân sư biểu, máy đo độ ẩm. Quân tụ chi, quân tụ chi, nhiệt kế. Sai chữ, sai chữ, thước đo khe hở. Chi soạn chi, chi soạn chi, máy tính. Chọn thổ, chọn thổ, mũi khoan. Lúa sư, lúa sư, ốc vít. Chữ dự, chữ dự, thước kẻ. Chuyển chữ, chuyển chữ, thước.
Alo, à, tiếng Trung Tân Châu ạ. Dạ vâng, đúng rồi, hôm qua em vừa muốn tư vấn về cuốn tiếng Trung giao tiếp cho người đi làm ấy. Tháng sau em khả năng sẽ đi Trung Quốc công tác chị ạ. Wow, vậy cơ ạ? Dạ vâng, thế chị gửi về luôn địa chỉ mà hôm qua em nhắn cho tiếngtrung.vn nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Đây, em ra bây giờ. Mày cửa Này, à? Sao mày suýt đến không gọi nhỉ? Tiền Trung Dương Châu à? mày Cái gọi gì gì đấy? đấy? Trung Minh Châu đấy, cái gì đấy, bán cái gì đấy? À, cuốn tiền Trung giao tiếp cho người đi làm. Tháng sau em đi Trung thì còn. Thế á? Nhưng à, từ 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 để em mở xem trong này có gì nhá. Đây là thầy Châu là chủ biên luôn đấy. Ui, có cả đi đài này, mai đặt cho chị một cuốn. Tại vì là trong này có cả là có phồn thể luôn này, giàn thể. Ui, chị em mình chưa học qua phiên âm còn có thể đọc được luôn này. Chị nhìn nhá, như chị học ngành sang đấy đi làm gì đấy? Chị á, chị làm cái may mặc em ơi. May mặc Mày có á? may mặc không? May mặc á? Nó Hình không như có chữ nào ở trong đầu có. về may Đây mặc đây đây luôn. đây Sao đây đi luôn, rồi. bài 11 68. Có ngày may mặc luôn này. Có Có nhiều may ngành mặc. đấy. Ngành may mặc. Đây Ngành nào này, cũng được luôn chị ý. để nhìn đây, thắt lưng da này, nhớ mà như kiểu người bình thường đọc ấy. Ủa, máy may này. Ui, Ủa, máy thu khi này. có cả Đúng rồi khí đấy. tài, bình thường sẽ khí tài, nếu mà người chị em mình chưa đọc bao giờ ấy thì sẽ là khí tài. Wow, Có thế dễ học nhờ. Thì chỉ cần bắt đầu có sẽ cả ví học dụ thì kịp. này, có cả mẫu câu luôn. Cái câu này đúng là cái câu mà tao cần phải dùng khi mà tao đi làm đấy. Ui, Không có chỗ nào ở trong đầu thế đâu. là tháng Thế sau chị em mình đều không phải lo nữa rồi đấy. chưa? Đúng rồi. Để xem nó còn có cái gì nữa không? Có cái gì nữa không? Eo ơi, nhiều ngành thế nhở? Ngành nào có à? Có mà, Eo ơi, chị như kiểu nhìn bách đây. khoa toàn hư ấy em ơi. Ui này, thu mua quản lý kho này, ký hợp đồng nữa này, cả văn phòng đấy. Ôi thôi, còn có order cấp bao. Ôi dồi ôi, đứng phần chị thích em Chuẩn luôn chị thôi. ơi. Wow. Ui, thế chị em mình cũng phải chia sẻ với mọi người đấy. Đúng rồi. Tiếng Trung giao tiếp cho người đi làm, thực sự là không mua sẽ phí đấy. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về khóa học online, khóa học trực tiếp của tiếng Trung Dương Châu, và đặc biệt hơn là muốn tìm hiểu về các đầu sách của thầy Phạm Dương Châu là chủ biên, thì hãy liên hệ hotline 0944004400 hoặc inbox cho fanpage tiếng trung.vn để được các bạn lễ tân tư vấn cho mình một cách cụ thể và chi tiết nhất nhé.